xuống tay với chủ nợ đốt xác phi tang xong, nghi phạm vẫn cùng vợ đi du lịch sau khi gây án, từng bị nhiều người đòi nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng, sinh năm 1981, tỉnh Hải Dương, về hành vi giết người cướp tài sản. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Bị hại trong vụ án này là anh DCC, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Được biết, Năng đã nợ ông C khoảng 1,8 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 11 năm 2020, ông C đến gặp Năng ở thành phố Hải Dương và bị người này giết hại. Theo báo chí đưa tin, người thân của Cao Tài Năng cho biết nghi phạm giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang này từng vay mượn nhiều và bị nhiều người đến đòi nợ, chứ không chỉ riêng ông C. Sau khi vụ án mạng xảy ra, người dân sống quanh nhà đối tượng Cao Tài Năng đều vô cùng bàng hoàng, bất ngờ. Bà V bán hàng nước ở khu vực ngã tư cho biết bà vẫn nhìn thấy vợ chồng nghi phạm Năng đi qua khu này, thậm chí còn đi du lịch với thái độ hết sức bình thản nên không ai nghi ngờ gì. Trước đó, cặp vợ chồng này thuê nhà để ở. Cách đây vài tháng, cặp này thuê ở đối diện bán thuốc. Hằng ngày, hai vợ chồng nó vẫn đi qua, vẫn đi du lịch. Trao đổi với gia đình nạn nhân DCC ở thành phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương cho biết, ngày 28 tháng 11 năm 2020, anh C nói với mọi người trong nhà đi lên thành phố Hải Dương để đòi món nợ với Cao Tài Năng. Sau đó đến chiều thì gia đình mất liên lạc. Qua lời kể của người thân trong gia đình, anh DCC có quen biết với vợ chồng Cao Tài Năng. Nhiều lần vợ chồng Năng về nhà anh C ở phố Cuối chơi. Khoảng một tuần trước khi anh C mất tích, anh C và vợ chồng Cao Tài Năng có đi ăn cùng nhau. Từ khi anh C mất tích, vợ chồng Năng cũng chưa lần nào lui tới nhà anh C. Ông H, bố đẻ anh DCC chia sẻ, từ ngày C mất liên lạc, gia đình rất buồn lo lắng. Mới đây khi công an cho biết tìm thấy xe của C, vợ con anh C gọi điện về khóc rất nhiều. Người thân họ hàng ngày nào cũng đến hỏi han động viên. Đáng nói, sau khi giết chủ nợ tên C, Năng đã đưa xác đi chôn ở khu đô thị Long Đỉnh, thành phố Hải Dương. Chưa dừng lại ở đó, khoảng một tháng sau, Năng đào xác ông C lên, đổ xăng đốt. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.